À, xin chào các bác nhá. Con trào màu này em nghe thằng em nói là mấy nay không rác liên tục các bác. Nhưng mà em vừa mới mới về, em vừa mới về vừa đến nhà xong thì em lại thấy nó đã không rác luôn các bác này. Lấy điện thoại quay luôn các bác. Em vừa mới về đến nhà xong. Này không rác một luôn các bác này. Đấy. À, con này không biết con trống khăn mái đây. Con này là con bị hôm trước bị đánh toác đầu các bác. Đấy là công giác này các bác này. Công giác mồm rồi. Được đấy. Giờ em đã chuẩn bị làm tổ cho nó sao mà. Biết đâu trong này nó. Nhưng mà trong này em thấy nó nhiều nên em sợ nó phá không sinh sản được. Hoặc là mình phải tách nó ra các bác. Các bác này em vừa mới về đến nhà xong. Vừa mới xuống xe rồi vừa ngồi còn chưa kịp lấy nước uống được các bác. Anh em đang ngồi đây còn chưa kịp lấy nước cho uống nên là lại thấy chim công giác em lại quay luôn cho các bác nhé. À chỗ này chưa chưa cắm nước, em đi cắm nước thì đã cắm thang lên ở nhà cho là hệ công giác thì làm lót mấy cái tổ cu 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 nữa các bác này. Có một đôi cu sen cu vằn đấy các bác, với một đôi cu gáy của em đây nữa, thì tí này em làm luôn mấy cái tổ cho chỗ này nó có sinh sản các bác nhé. Cái ổ này em làm cái khu này đang mọc rồi. Cây này mọc xanh tốt rồi, mấy cây này em cho ra ngoài hôm trước cũng mọc xanh tốt rồi các bác. Ai da, ôi mấy cái quả giòn rồi, đi cắm nước. Ok, mấy tủ này tủ đông đựng dế đấy. Đấy, cắm điện cho nước nó chảy một tí các bác. Nước nó lên nó mới đẹp được. Đó, con trào màu thấy công giác liên tục các bác. Đây em phải ấy lại đã, em phải về đi làm cái tổ nữa các bác. Cũng lâu lắm rồi không về để quay cái lồng AV cho các bác ngắm một chút. Nhiều bác cũng bảo là anh quay AV đi, nhiều các bạn nhỏ cũng thế bảo là anh ơi về quay AV đi, em nhớ AV của anh lắm rồi. Nhưng mà thật sự là hôm nay mới về được các bạn, phải từ Tết đến giờ mới về đây lần thứ hai thôi. Đấy, thấy con mào nó công giác là có khi là máu làm tổ đấy các bác. Em cứ lót lên mấy ổ cho nó rồi ném rác vào đây có khi nó làm tổ thật đấy chứ. Nhưng mà trong này nhiều loại chim cho nó đánh nhau nó không ấy được đâu các bác, nó đánh nhau nó phá chứ là không ấy, nó không đẻ được đâu. Đấy, cái này mà tách nó ra ghép có khi là vẫn được các bác. Mà chắc cho cây ra, ở nhà bố em buộc thêm mấy cái cành vào các bạn. Cành cây vào cho chim nó đậu, lấy chỗ nó đậu. Một thông tin buồn nữa là con chim cút 3 tỷ của em, chứ em mua 3 tỷ đấy thì nó bị rơi xuống cây. Cái dưới kia, cho bố em bỏ bèo ấy. Nó rơi đấy sao nó không hiểu sao đậy cái nắp rồi mà nó chui xuống nó không chui lên được. Đây công giác này các bác nhá. Để mà công giác đây. Đây là công giác đây các bác. Nó công ra mà nó không biết làm tổ đâu, nó công nó bay đi bay lại thôi. Đấy, con này cũng tội cho nó nhỉ. Là cứ công giác bay đi bay lại các bạn nãy giờ. Đấy, nó công giác nó không biết làm tổ đâu các bạn. Ok, em phải tách đôi này ra chứ. Về làm lồng sinh sản ngay chứ các bác. Vấn đề là có bắt được nó hay không này các bác này. Bây giờ mà bắt được nó là ghép sinh sản đi hai này được. À nó lót tụi đấy. Em thấy nó lót tụi này hai lần rồi nhưng mà lần nào lót là cũng bị rơi xuống. À, nó chưa có kinh nghiệm lắm các bác. À, nó cứ công giác ở mồm thôi các bác nhé. Đấy, em đi làm cái tổ nào các bạn, làm cái tổ phát em treo lên chờ bọn cu cu nó có đẻ hay không, nó đẻ luôn các bạn nhé. Có mùi đâu con công giác này, liệu phải con mái không nhỉ các bác nhỉ? À đây các bác, em vừa mới làm xong được cái gọi là cái tổ chim ấy nhỉ, nó lịch sự tí.
Đây bác này. Đấy, em làm cho chơi vào cái giỏ phong lan của thằng em để nhà đây các bác. Đấy, em cũng treo lên tiếp. Em thấy con anh chào mào nó công ấy, nhưng mà em nghĩ trong cái lồng avian nó không sinh sản ở đâu vì bọn nó phá nữa. Nuôi một đôi may ra thì còn sinh sản được. Trong này có một đôi cu gáy, một đôi cu vằn với đôi chuột than với đôi chào mào. Em thấy có khi có tương lai mà mình ghép riêng nó vẫn đẻ được các bác. Nhưng mà tạm thời chưa có thời gian để mà làm đâu các bác. Em thấy nó công tác này cứ treo vào cho nó vui vui thôi. Xem bọn cu gáy nó có đẻ không. Mấy hai con cu cường đấy các bác, mấy bọn cu vằn đấy, em nghĩ chào mào chắc là không được trong này đâu. Nó thấy nó công giác làm cho nó mấy tổ các bác nhé, em làm được 3 tổ rồi. Chào mào nó công giác rồi. Này các bác này, làm 3 tổ treo vào. Bắt đầu mùa này lại có 1-2 lứa chim non thì vô lý đấy các bác nhỉ. Sợ nhất là hai con chim này nó phá các bác này, hai con chim khấu đầu bạc đây này, hai bọn này nó đánh kinh lắm, này bắt nạt chim chim nhỏ lắm. Các bạn đến vào ăn trâu. À, quế lâm này đẹp này, một mình đẹp. Chim cút đột biến các bạn, em tiếc con đấy quá. Bây em để nó rơi kia, bây không biết nằm ở trong cái lưới kia. Không biết có cả bèo nó sao nó trong nó không chui lên được, nó chết mất các bạn. Hơi tiếc, hơi thương rồi đấy. Mỗi lần về thằng thấy nó chạy ở dưới ăn ở tầng dưới ấy, nhìn nó cũng đẹp mà bây giờ nó mất rồi các bạn. Nó mua cả hai cây câu, hai cây câu về trồng thêm vào trong cái góc ngoài kia cho nó cây nhỏ nhỏ một chút. Hôm sau thả chim ở dưới ở trên nó có cây câu nó làm tổ nữa. Được, em nghĩ ghép đi chơi thế thôi các bạn. Còn nếu mà muốn ghép sinh sản thành công thì em nghĩ phải nuôi riêng nó ra. Ê, vào trong lồng này các bác nhé, em trong lồng này gọi. Hắn vừa treo lên đấy. Đấy các bạn, đôi chào màu này vừa mới ấy các bạn, vừa mới giao phối xong em thấy. Các bạn em vừa đặt máy quay vào nó lại mờ quá, không rõ lắm. Hai con này vừa mới hai này vừa mới nhảy xong này. Các bạn bọn này tách ra đẻ luôn đấy nhờ. Thế để ấy à, không biết làm ở dưới kia có được không nhỉ? Đã. Sợ ở dưới kia nó bắt mất nhờ cái chỗ ở em sợ nó bắt mất. Ừ, bác, em đang chuẩn bị cho cái lồng vào, bác đang chuẩn bị tắt máy em cho cái ổ vào. À, bác là đang chuẩn bị treo ba cái tổ này vào thì thấy hai con đang trèo lên nhảy nhau, à, làm được phát rồi chứ. Các bác xem đoạn vừa em vừa bật máy quay em dí vào phát nó hơi nhè nhè, chưa lấy được nét đấy các bác, thì nó hơi không rõ một chút, mà hai con này nó nhảy nhau các bác, à, để em treo tổ vào đó. Nhảy luôn thế là thành công rồi đấy, cái này ghép được ok đấy các bác. Đây bác này em treo cái không biết treo này có thấp quá không nhỉ? Liệu có thấp quá không? Thì hơi thấp mà cái này hơi thấp. Thế bây giờ em treo góc thì được nhưng mà cái này hơi thấp rồi không ạ? À, cái màu đứng trên đầu em nó ngắm tổ rồi không biết là treo này có thấp quá không? Hay là treo nó cao lên tí nữa các bác nhỉ? Cái lồng này có lẽ là hơi thấp này. Rồi để em treo cái này cao lên tí nữa. Không luồng cho em treo cho trẻ than xem nó có làm tổ hay không nhỉ, bố em ấy quá. Bố em treo nó nghiêng quá, để tí nữa em treo lại luôn các bác. Treo nó ta thẳng thẳng một tí, bố này bố em treo nghiêng quá. Đôi trẻ than đấy bố này. Đôi chào màu thì em thấy nhảy các bác nhá. Chào màu thì lúc nãy là đầm mái rồi. Công giác luôn các bác nhá, công giác này. À, cái giác này nó không mấy lần nó cứ lắp vào đây. Nó lắp vào ngay góc này mà cái gì bị rơi các bác. Thế nào có đôi màu bông, đôi của nó sinh sản năm ngoái em lứa năm trước em bắt đấy. Cả bố cả mẹ luôn, cả con luôn đây. Chắc là đôi đấy mà ghép thì vẫn đẻ này các bác. Các bạn là không có thời gian mà về các bạn, có thời gian về em làm mấy cái lồng sinh sản này trồng cây trồng cối, nó có khi là ghép nó vẫn đẻ được. Trẻ thang trẻ thang trống này đẹp lắm.
Con chim cút trắng là chết rồi bạn, cây cối ở đây trụi sạch rồi. Có khi phải làm cách nào mà không cho chim nó xuống này nó phá được rồi trồng cây trồng cối sẵn đi đó nhỉ. Mà là hơi khó mà. Bây giờ mà thả chim rồi mà để mà làm lại thì khó lắm. Đôi cô gái nào mới là để hay không? À, đôi bào này lúc nãy là đứng ngay trên cái cành này là hai con giao phối luôn các bác nhá. Đầm ái luôn. Là chứng tỏ là đôi này mà công giác mà thấy nó đầm ái rồi thì chứng tỏ là nó muốn làm tổ đấy các bác. Rồi để bắt đầu em sẽ làm lồng tách ghép sinh sản trong thời gian tới. Đó là dự định. Còn khi nào thực hiện đó là một cái vấn đề xa xa nữa các bác. Có đôi cu xanh này cũng tiếc, hôm trước các bác cũng hỏi em cu xanh này nhưng mà hôm trước em có một đôi tự nhiên nó lại chết một con, không hiểu tại sao nguyên nhân chết. Vẫn đang còn béo lùn đây mà vẫn chết, ăn uống bình thường vẫn chết được. Để hôm sau tách ra. Lồng AV cứ tách ra ghép một đôi một đôi mào, đôi chè, đôi cu. Ừ, có khi là được đấy các bác. Em muốn làm lắm nhưng mà các bạn thời gian vừa rồi em giữ kia bận, cũng gọi là bận hơn cả trong Tết các bạn, không phải là đùa. Đó, còn bọn anh nữa này. Bọn anh cũng mượt mượt này. Có một đôi trào màu đá, trào màu núi, trào màu đá xanh xanh đấy các bạn ạ. Mà hôm trước chết một con tiếc quá, một ổ của nó ba con thì chết một con, còn một đôi thì thấy đôi trống mái rồi mà hôm vừa rồi chết một con mái thì không ạ. Tiếc, nói chung là có mấy con đều mất hết, mất đôi. Rồi em tách ra, em tách em ghép bên đầu nó sinh sản được thật đấy chứ. Rồi trong thời gian tới cố gắng sắp xếp thời gian được để về làm các bác nhá. Đấy các bác, em bây giờ em treo lại cái này nó cao lên một tí nữa các bác. Treo nó cao lên một tí nữa để mình, có khi treo cao lên thôi chứ ở thấp quá em sợ nó không đẻ các bác. Mà ở trong này đẻ thì không biết là nó có ấp được không, chắc em nghĩ cũng không thôi. Trong này nó tập trung nhiều loại chim nên chỗ nó phá ấy các bác. Rồi, em cứ lót tạm đây các bác, vì đôi trà màu là em thấy nó ấy rồi, nó đầm mái rồi. Các bác xem lại cái video cái đoạn em vừa mới bắt đầu chuẩn bị đi mang cái lồng vào ấy. À đang mang chuẩn bị mang cái tổ vào để đặt. Thì em trước khi mở cửa thì em thấy hai con trà màu đang gạ nhau nhảy lên sơi luôn các bác. Em rút điện thoại em quay ngay. À, em quay luôn mà kiểu cái máy quay đấy nó chưa kịp lấy nét ấy, nó không được rõ lắm. Nhưng mà lúc đấy là em thấy nó nhảy rồi các bạn, làm một phát rồi. Đấy, để em chào lại các bạn nhé, em quay qua cái video này thôi, lực cả lâu lắm cũng mới về các bạn. À, lâu lắm về ngắm chim phát là quay qua các bác một chút để xuống công năng các bác nữa. Đấy các bạn. Rồi chè tắm này, chè thang. Có mấy con chim chích thì nó rút con này luôn. Chích rẽ, cúc biển đấy. Ra đây em ơi, đây làm gì em ơi, ra đây. Nó còn trốn rồi các bạn. Chạy trốn đấy. Thôi nha, kết thúc video đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video nha. Chúc các bạn một ngày mới thật là nhiều sức khỏe các bạn nhé.